Trí nhất thiết, trí đạo tướng, cũng lấy vô tánh làm tánh, loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cũng lấy vô tánh làm tánh. Thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cũng lấy vô tánh làm tánh. Cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi, cũng lấy vô tánh làm tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết tướng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà sắc thọ tưởng hành thức cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà nhãn xứ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà nhãn giới nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà nhãn thức giới nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà nhãn xúc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà địa giới thủy hỏa phong không thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà pháp nội pháp ngoại cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa tịnh giới an nhẫn tinh tấn định lự bát nhã ba la mật đa cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết, trí đạo tướng cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà đoại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà phép thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng lấy vô tánh làm tánh? Vì nhân duyên gì mà cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi cũng lấy vô tánh làm tánh? Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết tướng không có tự tánh, nếu pháp mà không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Sắc thọ tưởng hành thức không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Nhãn xứ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Nhãn giới nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Nhãn thức giới nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Nhãn xúc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Địa giới thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh.
vô minh hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não không có tự tánh. Nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Pháp nội pháp ngoại không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn định lự, bát nhã ba la mật đa không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Trí nhất thiết, trí đạo tướng không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Phép thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết tướng không có tự tánh? Phật dạy: Này thiện hiện, vì trí nhất thiết tướng tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc thọ tưởng hành thức không có tự tánh? Này thiện hiện, vì sắc thọ tưởng hành thức tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn xứ, nhĩ tỷ, thiệt thân ý xứ không có tự tánh? Này thiện hiện, vì nhãn xứ, nhĩ tỷ, thiệt thân ý xứ tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh? Này thiện hiện, vì sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn giới, nhĩ tỷ, thiệt thân ý giới không có tự tánh? Này thiện hiện, vì nhãn giới, nhĩ tỷ, thiệt thân ý giới tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh? Này thiện hiện, vì sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn thức giới, nhĩ tỷ, thiệt thân ý thức giới không có tự tánh? Này thiện hiện, vì nhãn thức giới, nhĩ tỷ, thiệt thân ý thức giới tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn xúc, nhĩ tỷ, thiệt thân ý xúc không có tự tánh? Này thiện hiện, vì nhãn xúc, nhĩ tỷ, thiệt thân ý xúc tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì
thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà địa giới, thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì địa giới, thủy hỏa phong không thức giới tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì vô minh cho đến lão tử, sầu than khổ yêu não tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp nội pháp ngoại không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì pháp nội pháp ngoại tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết, trí đạo tướng không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì trí nhất thiết, trí đạo tướng tự tánh không hòa hợp.
Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà phép thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì phép thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi không có tự tánh? Này Thiện Hiện, vì cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Này Thiện Hiện, do nhân duyên ấy các đại Bồ Tát nên biết tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Hết quyển thứ 364.